Hồi thứ 34 Ma dương giỏi mẹo, khốn hầu dương Đại thánh khéo lừa, thay bảo bối Lại nói chuyện, hai tiểu yêu cầm hồ lô giả trong tay Tranh nhau ngắm nghía hồi lâu Bỗng ngẩn đầu Chẳng thấy hành giả đâu cả Linh lợi trùng nói nè Quỳnh ơi bộ thần tiên cũng biết nói xạo hả à, ngài đó nói đổi bảo bối xong sẽ độ cho tụi mình thành tiên vậy mà chẳng nói chẳng rằng đi mất tiêu hả? tinh tế quỷ nói thôi tụi mình đổi được cái này á là có lợi rồi hắn chạy đâu cho thoát đem hồ lô lại đây để ta gói trời mà cũng là diễn tập luôn. Thế là hắn cầm lấy hồ lô tung lên trời đánh gieo một cái, một lát quả hồ lô lại rơi xuống đất. Linh lợi trùng sợ quá nói: Ủa sao kỳ vậy? Sao sao không gói được? hồi nãy rõ ràng mình thấy mình thấy cái lão kia gói được mà à à hay là tôn hành giả giả biến thành thần tiên rồi đem hồ lô giả đổi lấy hồ lô thiệt của tụi mình rồi tinh tế quỷ nói đừng có nói tầm bậy tôn hành giả đang bị ba quả núi đè chặt làm sao mà ra được đâu đem lại đây để ta niệm thần chú lần nữa, coi thử coi làm sao. Yêu quái lại tung hồ lô lên trời, miệng niệm thần chú. Nếu nửa lời không nghe, thì ta sẽ lên thẳng điện linh tiêu, khuấy động binh đao cho mà xem. Dứt lời, hồ lô đã rơi đánh cộc một cái xuống đất. Hai yêu quái bèn nói, Không gói được, không gói được, nhất định là đồ giả rồi. <laughs> đang cãi nhau âm ỉ. Hành giả đứng trên tầng không nghe thấy rõ ràng, nhìn thấy đích xác, sợ rằng chúng thử lâu, điểm yếu sẽ lộ ra mất. Bèn lắc mình một cái, thu lại sợi lông đã biến thành chiếc hồ lô, khiến cho trong tay hai yêu quái chẳng còn cái gì cả. Tinh tế quỷ nói, Nè, đưa hồ lô đây cho ta. Linh lợi trùng nói, đệ đâu có cầm huynh cầm mà trời đất ơi cái hồ lô đâu rồi đâu rồi biến đâu mất tiêu rồi hai tên tìm quanh quẩn khắp mặt đất bụi cỏ vuốt tay áo sợ mạng sườn nhưng nào có thấy rồi sợ hãi ngơ ngác nói trời ơi bây giờ bây giờ làm sao đây ừ, hồi hồi nãy lúc đi đại dương trao bảo bối cho chúng ta biểu đi bắt tôn hành giả bây giờ hành giả thì không bắt được mà bảo bối thì cũng bị mất bây giờ hai đứa mình về biết ăn nói làm sao đây thôi rồi rồi chuyến này nhất định bị đại dương đánh chết đó biết làm sao bây giờ linh lợi trùng nói không về được đâu thôi tụi mình bỏ trốn đi tinh tế quỷ nói trốn cái gì mà trốn trốn đi đâu bây giờ thì đi đâu mà chẳng được nếu về nhà không còn báo bối thì cũng chết mất xác tinh tế quỷ nói không được đâu trốn không có được đâu thôi thì cứ về đại đi đại dương hai thường ngày rất quý huynh đó tôi cứ đổ lỗi hết cho huynh may mà ngài thương thì tha cho tội chết chớ nói không khéo bị đánh chết cũng là ở lúc đó chứ chơi cái lối hai đầu là không xong đâu thôi cứ về đi về đại đi rồi tới đâu hay tới đó hai yêu quái bàn bạc xong đành quay về núi hành giả đứng trên tầng không nhìn thấy chúng về bèn lắc mình một cái, biến thành một con nhặn xanh, bay xuống bám sát gót hai tên yêu quái. Các bạn hãy nhìn xem, hành giả đã biến thành con nhặn, thì bảo bối cất vào đâu? Nếu dứt ở gian đường, giấu trong bụi cỏ, thì bị người khác trồng thấy, lấy mất. Thật là công cốc hay là mang theo bên mình mang theo bên mình thì còn nhặn xanh chẳng qua chỉ to bằng hạt đậu làm sao mà chứa được song thứ bảo bối này cũng như cây gậy sắt nạm vàng vậy nó cũng vốn là thứ bảo bối nhà phật biến hóa tùy ý muốn to là to muốn nhỏ là nhỏ nên hành giả mang theo được. Hành giả dò dò mấy tiếng, rồi bay theo, bám riết hai tên yêu quái. Một lát đáp vào tới trong động. Hai ma đầu đang ngồi uống rượu, tiểu yêu bèn quỳ xuống lại. Hành giả thì đậu trên then cửa, lắng tai nghe ngóng. Tiểu yêu nói, kính chào đại vương hai ma đầu ngừng chén hỏi tụi bay đã về rồi đó hả dạ 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 sao có bắt được tôn hành giả không tiểu yêu cúi đầu không dám hé răng nửa tiếng ma anh lại hỏi tiểu yêu cũng cúi đầu không dám thưa mà anh gặng hỏi mãi hai tiểu yêu cứ phủ phục xuống đất mà thưa dạ dạ xin ngàn vạn lần tha tội chết cho tụi con tụi con đem bảo bối đi tới giữa đường bỗng gặp một vị thần tiên ở núi bồng lai vị ấy hỏi chúng con đi đâu Chúng con nói đi bắt tôn hành giả. Vị thần tiên ấy nghe nói đến tôn hành giả, cũng nói là ghét hắn lắm, muốn đi theo chúng con. Nhưng hai đứa chưa nhờ vị ấy giúp sức, mà 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 lại đem chuyện bảo bối gói người ra, nói cho vị ấy nghe vị thần tiên ấy cũng có một quả hồ lô gói được cả trời quả thật chúng con cũng có chút ảo mộng có ý định giúp nhà hồ lô của họ gói trời con của mình thì chỉ gói được người thôi bèn đổi cho vị ấy lúc đầu chỉ là hồ lô đổi hồ lô nhưng linh lợi trùng lại Đổi thêm cả chiếc bình ngọc nữa. Ai ngờ vật của thần tiên, tay người phàm không sử dụng được. Chúng con đang diễn thử, thì cả người lẫn vật đều biến mất tiêu. M m m muôn lần xin đại dương tha tội chết cho chúng con. Mà anh nghe xong, hầm hầm nổi giận quát vàng như sấm. Đồ ngu! Đúng là tôn hành giả biến ra thần tiên lừa lấy mất rồi. Còn khỉ ấy thần thông quán đại, đầu đâu cũng quen. Không biết thần ma nào thả hắn ra, để hắn lấy mất bảo bối của ta. Ma em nói. Thôi thôi, xin huynh bớt giận, con khí đó thật là vô lễ. Hắn đã có thủ đoạn thì cứ đi cho xong. Lại còn dám lừa lấy bảo bối của ta. hừ <laughs> Chuyện này, ta mà không đủ tại bắt hắn thì vĩnh viễn sẽ không làm yêu quái trên đường sang phương Tây này nữa. Mà anh hỏi, Vậy bây giờ để tính sao? Làm sao bắt được hắn đây? Mà em thưa, chúng ta có năm thứ bảo bối mất hai rồi còn ba thứ nữa phải bắt cho bằng được hắn còn ba thứ hả là thứ đào còn có kiếm thất tình quạt ba tiêu ở bên mình để đây nè sợi dây kim tuyến thì mẫu thân đang giữ ở động áp lồng núi áp lồng này xài hai tiểu yêu đi mời mẫu thân đến đây ăn thịt đường tăng và luôn tiện nói với người mang sợi dây kim tuyến đến bắt hành giả. mà anh hỏi, ờ à, cũng được đó nhưng mà sai đứa nào đi. mà em nói sai đứa nào thì sai, đừng có sai hai cái thằng vô dụng đấy đi nữa. bèn gọi cả tinh tế quỷ và linh lợi trùng đến, hai tên nói mày quá mày quá đánh thì không đánh mà chửi cũng không chửi chắc là tụi mình được tha rồi ma em nói gọi hai người tùy thân hộ vệ là ba sơn hổ và ý hải lòng đến ngay lập tức hai người được gọi đến và quỳ xuống nhận lệnh ma em dặn dò nè tụi bay phải cẩn thận đó nghe hai tên cùng thưa dạ dạ chúng tôi xin rất cẩn thận mà em lại hỏi ờ à, mà tụi bay đã biết nhà bà chưa hai tên cùng thưa dạ biết dạ biết biết à, thì đi 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 liền đi đến nhà bà thưa chuyện mời bà đến ăn thịt đường tăng và nhớ đem theo cả sợi dây kim tuyến để bắt tôn hành giả nghe chưa hai yêu quái tuân lệnh đi luôn. Chúng đâu có biết, hành giả ở ngay bên cạnh, nghe rõ từng lời, bèn vỗ cánh bay đi, đuổi theo ba sơn hổ, và đậu ngay trên người hắn. Đi độ hai ba dặm, hành giả định giết hai đứa, xong lại nghĩ. Hừ, đánh chết chúng thì có khó gì, nhưng không biết mụ già kia để sợi dây kim tuyến ở chỗ nào để ta hỏi chúng xong rồi hẳn giết cũng chưa muộn hành giả bèn do ve mấy tiếng bỏ tiểu yêu để bọn chúng đi trước độ trăm bước rồi lắc mình một cái biến thành một tiểu yêu đầu đội mũ da cáo mặc chiếc quần da hổ lộn trái thắt chặt lại đuổi theo gọi ê nè 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 mấy anh đi đường ơi đợi tôi với đợi tôi với tên ỷ hải long quay lại hỏi ê thằng kia mày ở đâu tới đó hành giả đáp nè ông anh ơi người nhà mà không nhận ra hả người nhà mày mà người nhà nhà tao đâu có cái thứ như mày ủa Ông Anh nói sao lạ vậy sao lại không có tôi nè nhìn kỹ lại đi tiểu yêu nói cái mặt mày lạ quá à tao chưa gặp bao giờ nè đúng là các huynh chưa gặp tôi tại vì tôi ở ban ngoài mà đến vị trưởng quan của ban ngoại tao còn chưa gặp bao giờ làm sao biết mày mà nè mày đi đâu đó Hành giả nói um, Đại dương sai hai huynh đi mời Đức bà tới ăn thịt đường tăng Và nói Đức bà đem cả sợi dây kim tuyến đến để bắt tôn hành giả Sợ hai huynh đi chậm, mê mãi chơi đùa, lỡ mất việc lớn Nên sai tôi đi thúc giục hai huynh đi cho nhanh đó mà Tiểu yêu thấy hành giả nói năng ranh rọt như vậy không nghi ngờ gì nữa, nhận hành giả là người cùng nhà. Vội vội vàng vàng, đi nhanh như chớp, một hơi được tám chín dặm đường. Hành giả bèn nói, Nhanh lên, nhanh lên, đi nhanh lên chút nữa đi, tụi mình đi cách nhà được bao xa rồi ha. Tiểu yêu nói, chừng 15-16 dặm rồi. Hành giả hỏi, Còn khoảng bao xa nữa? ỷ hải long lấy tay chỉ nói kìa kìa trong khu rừng đen xì kia là tới rồi hành giả ngẩng đầu nhìn thấy một cánh rừng đen xì không xa lắm đoán rằng mụ yêu quái ở trong đó bèn chận lại nhường cho hai yêu quái đi trước rồi rút gậy sắt tiến lên lia loang xạ vào cẳng chúng đáng thương cho hai tên yêu quái không chịu nổi đòn, người ngợm bị đánh nát như đống thịt băm. Hành giả cầm cẳng kéo dấu kính vào bụi cỏ gian đường, rồi nhổ sợi lông, thổi hơi tiên, hồ, biến. Biến thành ba sơn hổ, còn chính mình thì biến thành ỷ hải long cải trang thành hai yêu quái, đến thẳng động áp lòng mời mụ già. Thế mới gọi là 72 phép thần thông giỏi, biến hóa trăm chiều, thủ đoạn cao. Đi vài bước đã tới khu rừng. Hành giả đang tìm nhà, bỗng thấy hai tấm cửa đá nửa mở nửa khép. Không dám tự tiện bước vào, đành lớn tiếng gọi. Mở cửa! Mở cửa! Tiếng gọi làm kinh động một nữ quái canh cửa. Ả à, mở cửa ra, hỏi. Nè, huynh ở đâu tới vậy? Hành giả đáp. Tôi ở động liên qua núi Bình Đính, tới mời đức bà. Yêu quái nói. Vậy thì mời vào. Đến tầng cửa thứ hai hành giả ngẩng đầu nhìn vào trong chỉ thấy một bà cụ ngồi chính giữa nhà bạn nghĩ xem bà già ấy ăn mặc ra sao nè chỉ thấy tóc bạc trắng rối tơ giò mắt như chảo chớp thò lò long lanh má xề xệ lắm vết nhăn răng tùy có rụng tinh thần vẫn tươi mặt như hoa cúc sương phơi, người gầy như thể thông trời sau mưa, đầu chích khăn lụa trắng ghê, đôi hoa vàng chóe tai kia rủ thòng. Tôn Đại Thánh trông thấy không dám tiến vào, chỉ đứng ngoài tầng cửa thứ hai, mặt mũi rầu rĩ, sùi sụt khóc thầm. Bạn nghĩ xem, làm sao mà hành giả lại khóc được? có phải là sợ mụ ta không? Mà có sợ, cũng đâu có khóc. Huống hồ định đánh lừa lấy bảo bối của mụ, lại đánh chết hai tiểu yêu, mà còn khóc cái nỗi gì? Nguyên do là trước kia, lúc bị nấu trong giạc dầu sôi cửu đỉnh, nấu luôn bảy tám ngày liền, mà hành giả cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào chính là hành giả nghĩ tới đường tăng lấy kinh giấc giả nên mới đau lòng rơi lệ dụi mắt khóc thầm như vậy lại tự nhủ trong lòng ta đã trổ tài nghệ biến thành tiểu yêu đến mời nữ quái không lý gì cứ đứng sừng sững mà nói nhất định phải dập đầu lại mụ mới xong từ khi ta làm người đường đường là một tràng hảo hán chỉ biết lại có ba người đó là lại phật tổ ở phương tây lại quan âm ở nam hải và lại sư phụ cứu ta ở núi lưỡng giới ta lại thầy bốn lại vì thầy mà gan ruột ta tan nát một quyển kinh có giá trị gì mà bữa nay bắt ta phải lại mụ yêu quái này mà không lại thì sẽ lộ chuyện khổ ghê chỉ tại sư phụ bị khốn nên tao mới nhục nhã như vậy đến nước này thì biết làm sao được nữa hành giả đành tiến vào ngoảnh về phía mụ quỳ xuống nói xin cúi đầu chào đức bà yêu quái nói con hãy đứng dậy đi. Hành giả nghĩ thầm. Được, được, ăn nói thiệt thà lắm. Yêu quái hỏi. Nè, con ở đâu tới đó? Dạ, hai vị đại dương ở động liên hoa núi Bình Đính sai con đi mời đức bà đến ăn thịt đường tăng và đem theo cả sợi dây kim tuyến để bắt tôn hành giả. <laughs> được lắm, con ta hiếu thảo quá rồi sai mang kiệu đến hành giả nghĩ bụng <laughs> đồ bày đặt yêu tinh mà cũng đòi ngồi kiệu từ phía trong bức tường sau hai nữ yêu quái khiêng ra một chiếc kiệu đang bằng loại mây thơm đặt trước cửa quay màn lụa xanh nữ quái đứng dậy bước ra khỏi động ngồi lên kiệu lại còn có mấy nữ yêu quái mang tráp đựng đồ trang sức cầm gương khăn tay lọ nước hoa đi hầu hai bên mụ yêu quái nói tụi bay đi làm chi tao đến chỗ con tao thiếu gì người hầu hạ tụi bay đi tới đó để thêm lắm chuyện hả Thôi đi về đi. Đóng chặt cửa lại mà coi nhà nghe chưa? Mấy đứa tiểu yêu đều quay về cả. Chỉ còn hai đứa khiên kiệu. Mụ yêu quái hỏi. À nè, à, vậy chứ à, hai chú được sai tới đó. Tên gì vậy? Hành giả vội vàng thưa. À, à, dạ, 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 à... Quynh à, huynh này là Ba Sơn Hổ, còn con là Ỷ Hải Long. Vậy hả? Tên đẹp quá ha. Thôi bây giờ hai chú đi trước mở đường cho ta đi. Hành Giả nghĩ thầm. Mụ già này lộn xộn quá. Kinh thì chưa lấy được mà bây giờ cứ phải làm thằng hầu cho mụ, Hừ, tức muốn chết. Nói vậy thôi chứ Hành giả đâu có dám chối từ Đành đi trước mở đường Là hét om sòm Đi được khoảng 5-6 dặm Hành giả ngồi xuống bên sườn núi đá Chờ bọn khiên kiệu đi tới Rồi nói với họ Sao mệt chưa Ngồi nghỉ một lát đi Rác dài lắm phải không nè Bọn tiểu yêu đâu có biết Đó là mẹo lừa Liền đặt kiệu xuống nghỉ. Hành giả đứng đằng sau kiệu, nhổ ngay một sợi lông bụng, biến thành một cái bánh to, gặm ăn. Phu kiệu hỏi, um, Thưa trưởng quan, ngài ăn cái gì vậy? Không tiện nói, không tiện nói. Đường xá xa xôi, tới mời đức bà. Chẳng được thưởng cái gì hết. Hừ, bụng đói mèo, nay có ít lương khô đem từ nhà đi. Đợi tao ăn xong rồi đi tiếp. Chúng tôi cũng đói meo đói mốc đây nè. À, sao không cho chúng tôi ăn với? Muốn ăn hả? Thôi được rồi, tới đây. Người nhà cả mà. Khách sáo còn chi phải không? Bọn tiểu yêu chẳng kể hay dở, quấy lấy hành giả để được chia lương khô. Bất ngờ bị hành giả rút gậy sắt, nhắm đầu mà cho một phát một đứa nát bét chết ngay, một đứa chưa chết còn rên ư ử. Nữ quái nghe thấy, thò đầu ra ngó, bị hành giả nhảy tới, đập cho một gậy. Đoạn lôi ra ngoài kiệu, té ra là một con hồ ly chín đuôi. Hành giả cười, nói, Hừ, đồ nghiệt súc, đức bà gì, cái thứ mày lẽ ra phải gọi lão tôn đây là cụ kỵ mới phải đó hành giả bèn lục lấy sợi dây kim tuyến trong người bả mừng lắm nói cái đồ yêu ma khốn kiếp kia dù có lắm thủ đoạn nhưng cũng đã mất ba bảo bối về tay lão tôn rồi nói xong lại nhổ hai sợi lông biến thành ba sơn hổ và ỷ hải long nhổ tiếp hai sợi nữa biến thành phu khiên kiệu. Còn chính mình thì biến thành mụ yêu quái, ngồi vào kiệu cho khiên thẳng về động phủ. Chẳng mấy chốc, đã tới cửa động liên hoa. Hai tiểu yêu do hai sợi lông biến ra, bước tới, gọi. Mở cửa, mở cửa! Tiểu yêu giữ cửa bên trong, mở cửa ra hỏi. Ba sơn hổ, Ý Hải Long về rồi đó hả? Sợi Long đáp: Về rồi. Ờ, à, vậy chứ các huynh có mời được đức bà không? Sợi Long chỉ tay nói: Ngồi trong kiệu kia kìa. Yêu quái nói: Cứ tạm đứng đó đi, để ta vào bẩm báo đã. Rồi hắn vào báo. "Tâu đại dương, đức bà đã đến." Hai ma đầu nghe báo, lập tức sai bày hương án đón rước hành giả nghe thấy thế mừng thầm nghĩ <laughs> mày quá hôm nay đến lượt ta lên mặt vừa rồi ta phải biến thành tiểu yêu đi mời mụ quái phải cúi đầu lại mụ ta lần này thì ta biến thành mụ quái tức là mẹ tụi nó nhất định tụi nó phải lại ta bốn lại <laughs> Dù dù sao đi chăng nữa Cũng là lừa được hai thằng đầu sỏ Hành giả bước xuống kiều Sửa lại áo sống Thu lại bốn sợi lông bên người Lũ tiểu yêu canh cửa khiên chiếc kiệu không vào trong cửa Hành giả thủng thẳng đi sau Ổng à ổng eo Tha tha thước thước Bắt trước hệt cử chỉ của mụ quái thẳng bước vào trong động hết thảy yêu ma lớn nhỏ đều quỳ xuống đón tiếp đàn sáo tấu lên trầm bổng du dương trong đỉnh hương trầm khói thơm nghi ngút hành giả đến gian giữa ngồi ngoảnh mặt về hướng nam hai ma đầu quỳ hai gối dập đầu lại. chúng còn kinh lại mẫu thần Hành giả nói, được, cho các con đứng dậy đó. Lại nói chuyện trừ bác giới bị treo trên xà nhà, bỗng bật cười kha kha. Satan nói, <cười> <cười> bộ sướng lắm sao? Mà cười như vậy, bị treo mà còn cười nữa. Bác giới nói, <laughs> chú em ơi, ta cười cũng có lý do đó lý do gì mà lý do chỉ sợ mụ già đến thiệt á thì chúng ta bị hầm nhừ nhưng không phải mụ già đâu mà là người quen cũ đó người quen cũ hả ai vậy <laughs> bật mã ôm. thiệt không sao huynh biết dễ ẹt à lúc hắn khom lưng nói câu cho các con đứng dậy thì cái đuôi khỉ ở đằng sau nó thò ra <laughs> ta bị treo cao hơn chú nên ta thấy rõ lắm thôi 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 đừng nói nữa chúng ta hãy theo dõi xem huynh ấy nói gì ờ à, phải đó phải đó tôn đại thánh ngồi ở dàn giữa nói các con mời mẹ đến có chuyện gì ma đầu thưa Thưa mẹ, lúc này chúng con ít lộc không có gì kính biếu. Sáng nay, hai anh em chúng con bắt được đường tăng tận bên phương Đông sang. Không dám tự tiện ăn thịt. Này kính mời mẹ tới để thưởng thức. Hầm như lên, mẹ xơi cho tăng thêm tuổi thọ. Hành giả nói, Các con à, mẹ không ăn thịt đường tăng đâu. Mẹ nghe nói tai của cái thằng trư bát giới nó ngon lắm. À vậy con cắt cái lỗ tai nó để mẹ làm món nhắm rượu đi. Bác giới nghe thấy thế sợ quá, nói. Đồ quý, anh tới để cắt tay tôi hả? Tôi mà nói toạc ra bây giờ thì chẳng còn cái thể thống gì nữa. Ôi, chỉ tại chú ngốc nói một câu hớ hên Làm lộ tung tích của hầu dương Mấy tiểu yêu đi tuần núi Bọn yêu quái canh cửa đều xô cả vào báo Tâu đại dương, tâu đại dương Tai quả rồi, tai quả rồi Tôn hành giả đã đánh chết đức bà rồi giả trang đến đây Mà đầu nghe nói Chẳng cần phân biệt Rút ngay bảo kiếm thất tinh Nhằm mặt hành giả chém luôn Hành giả vội lắc người biến hóa, khắp động ánh sáng đó rực, rồi chạy giọt ra ngoài. Tài nghệ như vậy, hành giả thì thố dễ như một trò chơi. Lúc tụ lại thì thành hình, lúc tán ra thì hóa khỉ, khiến cho hai ma đầu hồn siêu phách tán, yêu ma trong động lè lưỡi lắc đầu. Ma anh nói: nè nè nè, chú em ơi, hay là hay là trả cho cái thằng tôn hành giả cả đường tăng sa tăng bát giới gì đi con ngựa bạch nữa và cả hành lý để cho xong mọi chuyện đi để chúng ta được yên thân mà em nói Huynh nói gì vậy ta đã biết xiết bao nhiêu vất vả thì thố mưu mẹo tóm được lũ hòa thượng đó về đây này mà như huynh cứ sợ tôn hành giả quỷ quyệt á mà trả lại hắn thì thiệt là hạng người sợ giáo tránh gươm đâu còn là hành động của bậc đại trưởng phu nữa Quỳnh cứ ngồi đây đi, chớ sợ. Ta nói tôn hành giả thần thông biến quá. Tuy ta mới gặp một lần, nhưng chưa từng đánh nhau với hắn bao giờ. Cứ đem giáp trụ ra, để ta giao chiến với hắn ba hiệp. Nếu đánh nhau ba bận, mà ta thắng thì đường tăng là đồ nhắm của chúng ta. Nếu ba bận đánh nhau, ta không thắng hắn thì lúc ấy trả lại đường tăng cho hắn cũng chưa muộn đâu. Mà anh nói, Ờ, à, được đó, hiền đệ nói chi phải, cứ như thế mà làm. Bèn sai mang giáp trụ ra. Lũ yêu khiên giáp trụ ra, ma em mặc vào, nai nịch, gọn gàng, cầm bảo kiếm, ra ngoài cửa động lớn tiếng gọi. Tôn hành giả đâu? Nhà ngươi chạy đi đâu? Hãy ra đây! Lúc ấy, đứng trên tầng mây, hành giả nghe thấy gọi tên mình, vội quay đầu nhìn, biết đó là ma em. Bạn xem, hắn ăn mặc như vậy nè. Mũ kim khôi trắng đội đầu, mình mặc áo giáp thép màu sáng choang, đai gân rồng thắt ngang lưng, giày theo hoa biếc màu hồng vẻ xuân. Mặt tươi như thể chân quân, oai phong như thể cự linh trên trời. Kiếm thất tình múa tới bời, bừng bừng khí giận ngút trời bốc cao, mà em lớn tiếng quát, tôn hành giả kia, mau trả lại bảo bối và mẫu thân cho ta, thì ta sẽ tha cho đường tăng đi lấy kinh. Đại thánh không nhịn nổi mắng, đồ láo tuyết, giật khốn kiếp kia, nhận lâm ông ngoại họ tôn nhà ngươi hả? Hừ, mau mau trả sư phụ, trả các sư đệ của ta đây, ngựa bạch và hành lý nữa. Nộp thêm cho ta một ít tiền đi đường để ta sang phương Tây. Nếu hé răng nói nửa tiếng không thì cứ tự trói mình lại trước, đừng để ông ngoại mày phải động thủ nghe chưa? Ma em nghe nói, lập tức nhảy vút lên đám mây trên tầng không, múa bảo kiếm đánh hành giả. Hành giả cũng rút gậy sắt đón đánh. Hai bên đánh nhau quyết liệt trên không trung. phùng địch thủ Hội ngộ anh tài Kỳ phùng địch thủ quyết ra tay Hội ngộ anh tài càng gắng sức Hai viên thần tướng lòng rừng rực Giao tranh như hổ đấu núi nam Đánh nhau tựa rồng tranh biển bắc Rồng tranh biển bắc Dãy da dựng ngược sáng lòe Hổ đấu núi nam Vuốt nành rụng rơi loạn xạ Vuốt nành rụng rơi loạn xạ như móc câu bằng bạc dãy da dựng ngược sáng lòe tựa những lá đồng thau một bên trổ nghìn ban võ nghệ tiến thoái lẹ mau một bên tiếng trước lùi sau không một phần lơi lỏng gậy sắt bịch vàng sạc đỉnh đầu loang loáng mũi kiếm thất tinh cách lồng ngực tẹo teo một bên oai võ rung động ngưu một bên lửa hờn lòe sấm sét đánh nhau đến ba mươi hiệp chưa phân thắng bại hành giả mừng thầm nghĩ quái vật khốn kiếp mà cũng đỡ nổi cây gậy sắt của lão tôn hả <laughs> nhưng mà ta đã lấy được ba thứ bảo bối của hắn rồi mà cứ phải đánh nhau vất vả như vậy thì uổng công quá chi bằng đem ngay hồ lô và bình ngọc ra gói hắn lại uhm. Nhưng mà không được không được. Thường có câu, giật nào chú ấy. Lỡ ta gọi nó hỏng thưa thì thành hỏng chuyện. Hay là cứ lấy sợi kim tuyến thắt cổ hắn lại là xong. Đại thánh bèn một tay múa gậy đỡ bảo bối của yêu quái. Một tay rút sợi dây kim tuyến ra, quăng gieo một cái, thắt lấy cổ yêu quái. Xong yêu quái có bài chú thắt dây, mà cũng có cả bài chú cởi dây nếu nó bắt người khác niệm chú thắt dây thì không tài nào thoát khỏi nhưng nếu sợi dây ấy thắt vào người nhà niệm chú cởi dây thì không hề hấn gì yêu quái nhận ra bảo bối của mình bèn niệm chú cởi dây sợi dây lỏng ra chạy thoát ra ngoài đoạn cầm ngay lấy sợi dây quăng lại vào hành giả. Sợi dây thắt ngay lấy hành giả. Hành giả dùng ngay phép gầy người hồng thoát thân, nhưng bị yêu quái niệm bài chú thắt dây. Sợi dây thích chặt vào, làm sao mà thoát được? Sợi dây lồng xuống cổ, té ra là một cái vòng vàng, thích chặt lấy cổ. Yêu quái liền cầm sợi dây trói chặt lại, cầm bảo kiếm nhằm cái đầu trọc lóc của hành giả chém liền bảy tám nhát nhưng da đầu hành giả chẳng hề lằn đỏ một tí nào yêu quái nói cái con khỉ này đầu cứng như đá ta không đánh vội cứ đem về đã đá rồi đánh sao biết điều á thì đem ngay hai bảo bối trả lại cho ta hành giả nói hế, 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 bảo bối hả ta đâu có lấy bảo bối của nhà ngươi tự nhiên đi đòi ta vô duyên yêu quái đến sát lục lọi khắp người hành giả tìm được hồ lô và bình ngọc lấy dây buộc lại rồi dẫn hành giả về động nói huynh ơi huynh đệ đã bắt được cái tên hành giả này rồi nè vậy sao vậy sao bắt được rồi hả đâu 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 đem vô đây ta coi tôn hành giả chính hiệu đó huynh ra đây mà coi mà anh vừa trông thấy nhận ra là hành giả tươi cười mừng rỡ nói đúng rồi đúng là hắn rồi lấy sợi dây dài trói hắn vào đầu cột làm trò chơi đi bọn tiểu yêu đem hành giả trói chặt vào cột sau đó hai ma đầu vào nhà sau đánh chén. Đại thánh cửa quậy dưới chân cột, làm động đến bát giới. Chú ngốc đang bị treo lơ lửng trên xà nhà, cười khoái trá, nói. <laughs> nè, huynh ơi, ăn thịt tai tôi có ngon không hả? Hành giả nói, đồ ngốc, bị treo như vậy mà còn cười cái nỗi gì? Bây giờ ta phải tìm cách thoát ra để cứu các ngươi đó. Bác giới nói, Hừ, không biết xấu hổ hả? Bản thân mình không thoát nổi, lại còn đòi cứu người khác. Thôi thôi, thầy trò tụi mình chết cả đám ở đây rồi. Đợi xuống âm ti tì mà tìm đường thoát. Hành giả nói, Nè, đừng có nói bậy ngang nhà ngươi trông ta thoát ra đây nè bác giới nói đâu để coi tài nghệ của huynh ra làm sao nè đại thánh mồm thì vẫn nói chuyện với bác giới nhưng mắt vẫn không rời hai lão yêu quái thấy chúng uống rượu ở phòng trong chỉ có mấy tiểu yêu bưng khay bưng chén mang rượu đi hâm chạy loạn xạ ở hai đầu diệt phòng giữ có lời lỏng chút ít hành giả thấy đằng trước không có người bèn hóa phép thần thông rút gậy sắt ra thổi hơi tiên hồ biến tức thì biến thành một chiếc rủa thép đặt rủa lên chiếc vòng rủa đi rủa lại dăm bảy lượt cái vòng đứt làm đôi thoát được ra ngoài nhổ ngay một sợi lông hồ biến biến thành một thân giả trói vào chỗ cũ còn thân thật thì lắc một cái biến thành một tiểu yêu đứng bên cạnh bác giới đang bị treo trên xà nhà kêu toáng lên thôi rồi thôi rồi trói ở cột là đồ giả treo trên xà nhà mới mới là người thật mà anh đặt chén hỏi lão bác giới cái lão bác giới đó là lối cái gì vậy hả hành giả đã biến thành một tiểu yêu bước tới thưa môn tâu trừ bác giới nói tôn hành giả biểu hắn biến hóa mà trốn đi hắn không chịu trốn lại mà còn là lối om sòm mà em nói vậy mà cứ bảo trừ bác giới thiệt thà thiệt thà cái nỗi gì đánh cho hắn hai chục gậy về tội bếp xếp hành giả chạy đi lấy gậy lại đánh bác giới nói nè huynh huynh đánh nhẹ nhẹ thôi đánh đau á là tôi la om sòm lên cho mà coi tôi nhận ra huynh rồi hành giả nói lão tôn ta biến quá cũng vì các ngươi tại sao nhà ngươi cứ định làm lỗ chuyện vậy hả mà tại sao yêu tinh trong động không nhận ra chỉ có mỗi mình nhà ngươi nhận ra ta. Là nguyên cớ làm sao? Bác giới nói. <laughs> nè, để anh ta nói cho mà nghe. Tùy mặt mũi huynh biến được hết, nhưng mà cái mông đích lại không biến được. Hai bên mông đích vẫn đỏ chót kia kìa. Ta không nhận ra huynh làm sao được. Hành giả bèn đi vào đằng sau, xuống nhà bếp, lấy đít chảo, sát vào mông cho đen xì, rồi lại đi ra phía trước. Bác giới nhìn thấy, cười khì khì nói. Hê hê, con khỉ già kia, đi đầu một lúc, trở về lại đen xì cả đít vậy, hả? Hành giả vẫn đứng ở chỗ cũ, nghĩ cách ăn trộm bảo bối của chúng. Hành giả tìm ra cách rất khôn ngoan bước vào nhà trên. Nếu lấy cẳng yêu quái, nói Tàu đại dương, tôn hành giả bị trói vào cột, cửa cửa quậy quậy. Mài hỏng sợi dây kim tuyến mất thôi, phải kiếm một sợi chảo to để thay mới được. Ma anh nói, À, phải đó. Bèn cởi chiếc đai sư tử đang thắt ở lưng ra, đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy, trói chặt hành giả giả thay lấy sợi dây kim tuyến quấn thành từng vòng đút vào tay áo xong xuôi hành giả lại nhổ một sợi lông thổi hơi tiên biến thành một sợi dây kim tuyến giả sáng lấp lánh hai tay nâng lên trả cho yêu quái yêu quái đang mãi uống rượu không nhìn kỹ cứ thế cất đi thế mới gọi là Đại Thánh Thần Thông biến hóa tài, sợi lông thoát thành dây kim tuyến. Lấy được bảo bối rồi, hành giả bèn ngoắt người, nhảy ra ngoài cửa động, hiện nguyên bản tướng, lớn tiếng gọi Yêu quái, yêu quái đâu? Lũ tiểu yêu canh cửa hỏi Nhà ngươi là ai? Tại sao làm ầm ý ở đây? <laughs> tụi bay mau mau vô báo cho đại vương khốn kiếp của tụi bay rằng tôn hành giả giả hành tôn đã đến lũ tiểu yêu chạy vào báo mà anh cả sợ nói đã đã đã, bắt được hành giả rồi à, tại sao lại còn còn hành giả nào ở đây nữa mà em nói quỳnh ơi sợ gì tụi nó bảo bối trong tay chúng ta hết mà để đó để đem hồ lô ra gói hắn lại Ma anh căng dặn Nè nè Nhưng mà Nhưng mà để cũng phải cẩn thận đó Cái thằng hành giả đó nó ghê gớm lắm Mà em cầm hồ lô Ra ngoài cửa đồng Thấy người ấy giống hệt tôn hành giả Chỉ hơi thấp hơn một chút Bèn hỏi Nhà ngươi ở đâu tới Ta là anh em sinh đôi với tôn hành giả nè Hey, nghe nói nhà ngươi bắt sư huynh của ta Ta mới tới đây nói chuyện phải trái với nhà ngươi đó Mà em nói Đúng, đúng là ta đã bắt nhốt hắn ở trong động Nhà ngươi tới đây Là muốn đòi đánh nhau đó hả Hừm. Ta không thèm đánh nhau với nhà ngươi Ta chỉ gọi nhà ngươi một tiếng Nhà ngươi có dám thưa không Hành giả nói thì nhà ngươi cứ gọi ngay một ngàn tiếng đi. Ta sẽ trả lời một dạng tiếng chứ sợ gì. Yêu quái cầm bảo bối, nhảy lên không trung, dốc đáy lên trời, chút miệng xuống đất, cất tiếng gọi. Giả hành tôn! Hành giả không dám thưa, trong lòng thầm nghĩ. Hừ, nếu mình trả lời là bị trói vào ngay. Yêu quái nói. Sao? Không dám thưa hả? Hành giả nói À... Lỗ tai ta ngẩn ngãn không nghe thấy Nhà ngươi gọi to lên Yêu quái lại cất tiếng gọi Giả hành tôn! Giả hành tôn! Hành giả đứng dưới Bấm tay tính toán Hừm. Tên thật của mình là tôn hành giả yêu quái lại gọi trẹo ngược là giả hành tôn. Tên thật thì mới gói được, tên ngược chắc không gói được đâu. Rồi không nhịn được, ơi luôn một tiếng. Thế là bị hút ngay vào trong hồ lô. Yêu quái bèn dán đạo bùa lên. Nguyên bảo bối ấy, bất kể là tên thật hay tên giả, hễ cứ thưa có hơi trong miệng bay ra là bị gói ngay đại thánh bị gói vào trong hồ lô tối đen như mực hút đầu lên một cái chẳng thấy động gì miệng hồ lô nút rất chặt bèn bực dọc nói lần trước ta gặp hai tiểu yêu trên núi chúng cho ta biết bất kể hồ lô hay bình ngọc người bị gói vào chỉ một giờ ba khắc là thịt nhão ra như cháo không biết mình có bị nhão không ta hmm, nhưng mà chắc không sao đâu làm sao mà nhão được năm trăm năm trước lão tôn đại náo thiên cung bị thái thượng lão quân bỏ vô lò bát quái luyện đúng bốn mươi chín ngày khiến lục phủ ngũ tạng bền như giang bạc mình sắc da đồng ngươi vàng mắt lửa chỉ một giờ ba khắc Thì làm sao mà nhão nổi ta Hừ, Kệ Cứ theo nó đi Coi nó dở cái trò gì Mà em đem hành giả vào trong động Nói Quên ơi quên Đệ đã bắt được hắn về đây rồi nè Vậy hả vậy hả Đâu đâu bắt được ai Thì bắt được cái thằng Giả hành tôn đó Đệ đã gói hắn vào trong hồ lô rồi <laughs> vậy thì hay quá mời hiền để cứ ngồi không cần phải động tay động chân gì nữa đợi khi nào mà lắc có tiếng kêu á thì hẳn mở nút hành giả nghe vậy nói Hừ, thần thể mình như vậy làm sao mà lắc cho kêu được trừ khi mình bị hóa thành nước thì lắc mới kêu được hè à, hay là trái ra một bãi Đợi chúng lắc thấy kêu, mở nút ra, ta sẽ thừa cơ phóng ra ngoài. Ừ, nhưng mà không được, không được. Nước đáy lắc tuy kêu, nhưng sẽ làm dơ hết quần áo của ta. À, hay là lúc nào chúng lắc, ta gom một ít nước miếng, súc miệng, kêu ốc ách, ốc ách, đánh lừa bọn chúng mở ra, là ta nhảy giọt ra. À, được á, được á, kế này rất hay. Đại thánh chuẩn bị xong xuôi, nhưng yêu quái mãi uống rượu không lắc, bèn nghĩ ra cách lừa chúng, kêu âm ý. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhão tới đầu gối rồi. Yêu quái cũng không lắc, hành giả lại kêu. Ôi trời ơi, trời ơi, nhão tới xương sườn xương, xương sống rồi Mà anh nói hè <laughs> hẳn nhão đến mạng sườn là sắp nhão hết rồi đó thôi bây giờ chúng ta mở nút ra coi đại thánh nghe nói bèn nhổ một sợi lông hồ biến biến thành một nửa thân ở đáy hồ lô còn chân thân thì biến thành một con bọ mát đậu bên miệng hồ lô khi ma em bóc đạo bùa, mở nút ra xem, đại thánh bay dục ra, cuộn sang một bên, lại biến ngay thành ỷ Hải Long. ỷ Hải Long, vốn là tên tiểu yêu, đi mời mụ già. Hành giả biến thành ỷ Hải Long, rồi đứng ngay bên cạnh. Ma anh cầm miệng hồ lô căng rộng ra, thấy nửa người hành giả vẫn còn cửa quậy không nhận ra là thật hay giả, dội vàng gọi. Nè nè, chú em, đẩy ngay lại đi, đẩy lại. Hắn vẫn chưa nhảo hết đâu, mới có một nửa hà. Mà em nghe lời, dán bùa thắt lại như cũ. Đại thánh đứng bên cạnh cười thầm. <cười> Ông nội mày đứng đây rồi nè. <laughs> ma anh cầm lấy bầu rượu, rót đầy một chén, hai tay dâng cho ma em nói hè mời hiền để uống chén rượu này ma em đón lấy à à dạ dạ nhưng mà huynh ơi chúng ta đã uống quá nửa tiệc rồi mà huynh còn mời nữa hả ma anh nói thì chú bắt được đường tăng bác với sa tăng Kể cũng giỏi Này lại trói được Cái thằng tôn hành giả Gói được cái thằng giả hành tôn Công lào khó nhọc như vậy Thì đang phải mời chú mấy chén nữa à. Mà em thấy anh cung kính Đâu dám chối từ nhưng một tay còn giữ Hồ Lô, một tay không dám nhận chén rượu, bèn đưa Hồ Lô cho Ỷ Hải Long, hai tay đỡ lấy chén rượu. Không hề biết chính Ỷ Hải Long là tôn hành giả. Các bạn hãy nghĩ xem, hành giả mà bưng Hồ Lô thì thật là tức cười. Mà em đỡ chén rượu uống xong lại muốn mời lại anh một chén, mà anh nói: Không cần mời đâu. À để đó ta rót mời. Sư đệ một chén nữa. Hai tên Kim Nhường mời đi mời lại, hành giả cầm chắc hồ lô, mắt không rời hai tên yêu quái mãi chuốt rượu cho nhau, không để ý bèn đúc ngay hồ lô vào trong tay áo nhổ ngay một sợi lông biến thành một hồ lô giả giống hệt bưng trên tay yêu quái mời rượu nhau xong cũng chẳng xét thật giả cứ thế nhận lấy bảo bối rồi thản nhiên ngồi xuống uống rượu như thường tồn đại thánh lấy được bảo bối quay người đi ra trong lòng mừng thầm. Bất chấp yêu ma nhiều thủ đoạn, họ Tôn vẫn lấy được Hồ Lô. Cuối cùng, không biết rồi sau, hành giả thì thố tài năng như thế nào mới cứu được sư phụ, giết được yêu quái, xem hồi sau sẽ rõ.